Tường cắt rau nha. Xanh non nước cách không các bạn. Giờ mình vô mình bó lộn nhé. Ở đây cũng có máy bụi cao mình cắt luôn nha. Giờ mình sẽ đi bỏ rau nha. Ừ.
em rồi đó. Chờ bác được lên rồi cô sẽ đưa tiền mình cao hơn. Nếu mà cô đưa cho mình 4.000 thì cô sẽ bán ra 5.000. Còn đưa mình 5.000 thì cô sẽ bán 16.000. Giỏ đem ra chợ thôi nha các bạn. Chiều hôm nay mình cắt rau mấy lon rau này thôi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đem ra chợ bán thôi nha các bạn. Chìa khóa.